Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 236 của Đấu La Đại Lục, Đường Tam với những pha cầm cây đinh ba tam so kích cực kỳ bá đạo của mình, hắn đã giá Bỉ Đông 99 cấp lên bờ xuống bờ thành, khiến Bỉ Đông bị thương không hề nhẹ. Dù vậy, ở trận chiến lần thứ hai, Đường Tam mang quân đội đánh thẳng vào thành ra Long Quan. Với kiếm Đấu La, Trần Tâm và Cổ Dung đã thể hiện, thì vấn đề Đường Tam và Bỉ Đông lại là một điểm nóng mới. Mặc dù Bỉ Đông đang bị thương, nhưng cô không hề dám chống Đường Tam, cô đã ra đánh nhau và thẳng mặt với Đường Tam, và khả năng Bỉ Đông có thể bị Đường Tam hạ cánh giết chết bất cứ lúc nào. Chuyển sang tập 237 của Đấu La Đại Lục, Đường Tam và Bỉ Đông vẫn đang trong chế độ combat kịch liệt. Đường Tam dễ dàng có thể đánh bại được Bỉ Đông dễ dàng. Tuy nhiên vào phút giây ngàn cân treo sợi tóc của Bỉ Đông đang bị Đường Tam đánh, cô đã thất bại chuẩn bị đón cái chết từ Đường Tam gây ra. Khi 6 đài cung phụng của Vôn Đế Quốc được coi là mạnh nhất bây giờ, họ đã nghe lời chủ tịch Thiên Đạo Lưu từ Vôn Thành di chuyển đến thành Gia Long Quan, nên đã giải cứu kịp thời Bỉ Đông trước Đường Tam. Với 6 người cung phụng của Vôn Đế Quốc xuất hiện kịp thời, chuyển đến cảnh của Tuyết Băng Đại Đế, hắn từ khi thấy được sức mạnh của 6 đài cung phụng, Tuyết Băng đã cảm thấy trận chiến này đến đây được rồi, chứ đánh nữa cũng không thể nào giành chiến thắng. Thì Đường Tam đương nhiên không thể nào bằng vào 93 cấp của mình đánh win được, mà thay vào đó Đường Tam vẫn cầm tăng so kích cân được hai người hàng ma Đấu La và thần quân Đấu La 96 cấp với hai vô hồn sinh đôi bàn long cung của mình. Điều này khiến nhị cung phụng kinh mạng Đấu La 98 cấp chính thức phải ra tay. Vì vậy Đường Tam chưa đỡ được vài phát đã bị kinh mạng Đấu La đánh cho ngã nằm bệt xuống mặt đất, khả năng mất khả năng chiến đấu. Ở một diễn biến khác, Đường Hào và Đường Khiếu đã mang theo 100 đệ tử từ Hạo Thiên Tông lên đường không ngừng nghỉ chạy ra chiến trường Gia Long Quan. Còn lại toàn bộ các trưởng lão hay thế hệ khác của Hạo Thiên Tông, họ có nhiệm vụ ở lại Hạo Thiên Tông trấn thủ. Khi Vôn Đế Quốc có thể đánh gục Hạo Thiên Tông, trở lại với chiến trường Gia Long Quan. Ở trong tập này, một số đài cung phụng của Vôn Đế Quốc sẽ xuất hiện. Tam cung phụng khả năng sẽ là Quang Minh Đấu La, với vô hồn thần thú là Thanh Loan một con chim. Tư cung phụng khả năng cao sẽ là người sở hữu vũ hồn cùng kỳ từ thời thượng cổ. Và toàn bộ các cung phụng ở Gia Long Quan sẽ bật toàn bộ vô hồn chân thân của mình lên để khoe sức mạnh của mình. Di chuyển đến cảnh của Đường Hào và Đường Thiếu đã vác xác chạy ra chiến trường Gia Long Quan. Ông đã thấy Đường Tam đang bị kinh mạng Đấu La bắt nạt con trai. Đường Hào thách búa như một vị thần chạy rất nhanh mà không vấp bỏ ngã, nên Đường Hào thách đấu với kinh mạng Đấu La 98 cấp một cách công khai. Đương nhiên kinh mạng Đấu La sống trên 120 tuổi chưa gặp trường hợp nào như thế này cả. Kinh mạng Đấu La quyết định sẽ đánh cho Đường Hào thất bại từ vòng loại vừa ra sân. Tuy nhiên Đường Hào mặc dù 97 cấp còn một cấp so với kinh mạng Đấu La vấp bỏ, nhưng Đường Hào với kỹ năng đầy người, ông chỉ cần một búa đến từ vũ hồn Hạo Thiên Quỳ, nên Đường Hào đã đẩy lui một cách đầy ngơ người kinh mạng Đấu La. Đường Hào nghiêm nghị vác Đường Tam trở về chỗ đóng quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Cảm ơn anh em đã xem hết video.